Yeah, 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 yeah. Hey, 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 gotta go get it up. Hello, hello, hey. Xin chào mọi người. Hello mọi người, vlog ngày hôm nay sẽ là một vlog đau nhất. Hi. Đúng rồi, bây giờ mình đã tới chỗ xăm rồi. Thấy mùi mèo à. Đêm này nữa. Trời ơi, cho ra tiếp khách không vậy? Full collection. Trắng sáng. Trời, mang tóc bị yếm nữa. Sang hello, bỏ cái ly hả? Bỏ ly chứ. Bỏ cái ly đi. Có cái dòng chảy không? Không. Nó bóp thôi. Cái bóp thôi. Nắm tay là nắm tay. Hay là em người ngồi luôn để nằm dưới. Oh my god, I think I forgot my underwear in his car last week. What if his dad finds them? Damn, maybe you should ask him to get them. Lần bao nhiêu? Chắc là làm cửa ở đây xong rồi. Chẳng nó có cái dây móc đúng không? Đúng rồi, không mẹ không thích dây. Sao em làm mũi nữa? Để anh, để anh kéo dây đi. Bấm vào sùng mà. Sỏ đi mà bấm. Sỏ. Là một méo một mà mẹ. Chứ đâu có xoay. Nếu mà xoay 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 gì để mà chết luôn á. Bấm cái nào? Một tay thì là bấm cái lỗ bên đây. Không đau không? Không đau. Mũi cắn nha, con mũi nó bự hơn cái lòng tay. Được không ba? Dạ. Nó xích lên một xíu thì sẽ đây. Đúng rồi, nhà này nó nhẹ đó. Thì cái trên sụn á, trên sụn mình thường một tháng hoặc một tháng rưỡi á. Em mới tháo khuyên ra mà em đút nó không chịu nấu. Dù như một tháng rưỡi em tháo ra thì nó vẫn bực máu như thường. Ghê vậy? Ờ. Nó chỉ không có làm mũ thôi, nhưng mà nó vẫn bực. Cho nó lâu lành, tùy coi.
Hello mọi người, bây giờ mình đang ở Starbucks ở khu Denmark quận 2. Thì hôm nay thì mình có đi với lại chị dâu của mình để chị dâu mình đi test PCR để chuẩn bị lên máy bay. Và tụi mình ngồi đây chờ để uống một xíu. Kế hoạch ngày hôm nay thì sẽ chắc là đi đăng quanh ở trong cái khu này một chút, tại vì thấy ở trong trung tâm mại ở bên Denmark thì cũng có nhiều cái này, và chắc là sẽ đi ăn. Đi ăn gì thì lát nữa mọi người sẽ biết. Và sau cái ngày mà bám lỗ tai với lại đi xăm thì hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Và hiện tại cái lỗ tai ở phía bên chỗ cái phần thịt này nhỉ, thì nó đã lành, nó ok hơn. Còn cái phần ở bên này, cái phần sụn á, thì nó vẫn còn hơi đau một chút. Khi mà đụng vào thì nó sẽ hơi đau nhẹ một xíu, nhưng mà cơ bản cũng đã đỡ đau hơn rồi. Với lại cái phần sụn á thì nó sẽ lành lâu hơn, cho nên là thời gian bảo dưỡng cũng phải lâu. Còn cái hình tattoo ở đây thì nó bắt đầu ngứa rồi mọi người, nó ngứa lắm luôn á. Nó phải ngứa với lại nó phải chóc cái hình ra thì nó mới hoàn thiện. Và chuyên mục Tiki Connect kết hợp với lại Bella ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu cho mọi người một sản phẩm rất là hay ho và mình vô cùng tâm đắc cho mọi người xem. Ngày hôm nay là mình có đánh kim đền, nhưng mà trên cái khẩu trang trắng thì nó không có dây kim đền ra quá nhiều, chỉ dây một chút son thôi. Cho nên là muốn chia sẻ cho mọi người một cái bí kíp mà mình mới kiếm ra được gần đây. Cái phấn phủ của nhà Innisfree với mọi người, cái phấn phủ nhưng mà không phải cái loại mà nó thịnh hành đâu, nhưng mà đây là cái loại mà mình đang sử dụng nè. Cái loại này nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà nó cũng cực kỳ đỉnh luôn á. Nó đỉnh nhất trong tất cả các loại phấn phủ mình từng sử dụng luôn. Phấn phủ không màu, kiềm vào đỉnh, với lại nó không có dây ra khẩu trang, nó rất là mỏng nhẹ luôn á. Nói chung là mình rất là recommend mọi người nên mua thử cái loại này nha. Cái loại màu đen này nè, mọi người có thể cắt mình hình lại, và mình sẽ để link ở bên dưới, link mua hàng của Tiki. Nếu mà bạn nào mà nôn giống như mình, Tiki có chương trình Tiki Now giao hàng nhanh trong vòng 2 giờ thì mọi người có thể tham khảo nha. Thì và buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một ly Starbucks flat white, và mình không uống được cà phê cho nên là đổi sang cà phê decaf. Không khí Giáng sinh đã đến với Starbucks rồi, và một món rất là quen thuộc với mình, nóng nữa với bạn bạn chim anh cho buổi sáng ngày hôm nay. Thường thì mình rất là ít khi ăn sáng tại vì ngủ dậy trễ, cho nên là buổi sáng lúc nào cũng ăn rất là nhẹ nhàng, ít khi mà ăn cơm phở cháo bún gì đó, chỉ cần một chút nè. Đúng. Và vào ngày 26 tháng 11 cũng là ngày Black Friday thì ở trên Tiki hàng hiệu giảm đến tận 50%, cho nên mọi người tranh thủ nha. Ủa alo. Ai vậy? Ai vậy? Ủa alo. Mình làm sao đây? Thôi muốn làm sao? Muốn làm sao? Đúng rồi. Chán thiệt sự. 1, 2, 3. Mình không biết làm sao nữa. Bạn khách giới thiệu lẩu cho mình nè. Đây là lẩu cà chua, còn đây là lẩu cà chua. Bò hay đi leo nè. Đây là bò hay đi leo. Đây là thịt bò trộn trứng nè. Đây là đông trùng hạ thảo nè. Đây là đậu hũ kỳ nè. Đây là nấm đồng hộp nè. Đây là rau đồng hộp khá là. Đây là nước nè. Nước. Ăn thử cái này em, để em pha thử. À cấm cho cấm hút gì? Người ta ra được. Tao muốn hút cái tao mà. Thầm ghê luôn á. Mình có thể ăn bình thường, mình đừng quay. Không, mình quay đi, mình là YouTuber mà mình phải quay chứ. Đó, quay gì vậy? Ăn uống gì vậy? Ông hút chở đầu liêm liêm. Chị bên em cũng chưa có trò chơi tặng quà cho khách á. Trò chơi có lúc những con này chị cũng có thể biết được ha, nói được ha. Ok. Chưa gì thấy. Chưa gì. Chưa gì. Cấm ở đây nè, đến cả bạn mình chơi với em á, đến khi nào bạn nó ngập miệng lại đó. Là nó ngập miệng là bình thua thì mình thấy chị. Cái con này ngậm miệng lại bên chị á là chị thua, còn mày em ngậm của em á thì em thua. Dạ. Em thua thì em thắng đúng không? Dạ, ok. Dạ, rồi. Ai thầu á? Thôi, tay thơm. Ok, ok. Thơm, thơm. Với cái ngón hả? Cái chị đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi.
bye bye Việt Kiều. Bye. Nha, tớ nhớ rồi, tớ tôi rồi đó. Bye. Quên rồi nhắn tin. Bye. Rồi bye.